ai nắm tay nhỏ đi đường không sợ ngã. Đi đi nào, cho hết con đã không nắm rồi. Tập 84, cuộc chiến khẩu trang. Bố Đầu Nhỏ, bố làm sao thế? Bố Đầu Nhỏ, anh gặp chuyện gì vậy? Bên ngoài tiểu khu đang sửa đường, rất nhiều bụi. Hôm nay không lái xe nên biến thành như thế này. Nghe thấy rồi chứ, con đầu to. Hôm nay không có việc gì thì đừng ra ngoài chơi. Vâng, mẹ tạm về. Bố Đầu Nhỏ, bố nên đi tắm trước đi. Chào cháu, đây là của nhà cháu. Xin lỗi, cháu bé không sao chứ? Chứ bị dị ứng bụi, cho nên cứ hắt hơi mãi thôi. Cứ tiếp tục thế này không được. Mình phải nghĩ cách làm anh hùng trừ bụi. Mua cây xanh, càng nhiều càng tốt. Đúng thế, trong sách nói cây cối có thể giảm bớt bụi. Cái mà các em nói tới là cây cổ thụ lớn trong rừng. Chỗ của chị không có, các em đi nơi khác tìm xem. Bình tưới, hai đứa muốn bình tưới, mỗi người 2 bình. Đúng thế. Các cậu đang chơi trò xe phun nước hả? Không phải, bọn tớ đang tưới nước cho đỡ bụi. Như vậy sẽ khiến bụi ít đi. Làm vậy chắc không có tác dụng gì đâu. Chỉ bằng đeo khẩu trang vào thì hơn. Đúng thế, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Khẩu trang miễn phí, tránh xa bụi bặm. Khẩu trang này xấu quá đi. Tớ nghĩ ra một cách này. Mấy đứa lại đang làm gì vậy? Trong này có đủ loại khẩu trang động vật. Bóc được khẩu trang nào thì phải bắt chước con vật đó. Nếu bắt chước giống thì khẩu trang thu về cậu. Đã hiểu chưa? Trò này hay đó, tôi muốn thử xem. Để chú bóc một cái. Đây là con vật gì? Nhìn không hiểu. Tinh Tinh. Không ngờ học theo Tinh Tinh khó quá. Được rồi, khẩu trang Tinh Tinh thuộc về chú. Cho con cũng muốn. Hai đứa trẻ này ra ngoài lâu thế rồi. Không được, mình phải đi xem sao. Biết rồi, là con bò tót. Đúng thế, tôi rất có tài biểu diễn. Khẩu trang này thuộc về tôi rồi. Tới lượt tôi. Xin lỗi Thiêm Thái, khẩu trang phát hết rồi. Như vậy sao được? Tôi cũng muốn có một cái khẩu trang. Còn bao nhiêu người chưa có nữa. Đừng sốt ruột, tối nay về nhà bọn cháu sẽ chuẩn bị, ngày mai tiếp tục phát. Thật không ngờ con đầu to lại nghĩ ra cách thú vị thế này. Khiến khẩu trang từ không ai cần lại được tranh giành. Đúng vậy, giờ mọi người đều tự nguyện đeo khẩu trang. Cách này thật là hiệu quả. Bố Đầu Nhỏ, kế hoạch hành động khẩu trang của chúng ta đã thành công. Người bảo vệ đồ ăn. Chào chú cần chút gì không? Cậu bé, cháu có nhìn thấy ai đồng vào xe của chú không? Không thấy, sao ạ? Không biết tại sao một số đồ ăn trên xe chú lại bị biến mất. Chắc chắn chú sẽ bị phạt. Đen đuổi quá đi. Có người còn ăn trộm đồ ăn ư? Đúng thế, sao lại có loại người như vậy chứ? Không sao, để cháu giúp chú. Vậy không được, chú là người giao đồ ăn. Chú phải tự tay giao đồ ăn tới tay khách hàng mới được. Ý cháu nói là khi chú đi giao thức ăn trong tiểu khu này, cháu sẽ ở đây giúp chú trong xe. Để cháu làm anh hùng bảo vệ đồ ăn. Như vậy sẽ không có ai dám động vào đồ của chú nữa. Chú nói xem phải không? Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu. Con đầu to, sao em lại đi theo người giao đồ ăn? Em đã có nhiệm vụ rất quan trọng. Đúng thế, cậu bé đối với tôi rất quan trọng. Tạm biệt chị Hoa Hồng. 1, 2, 3, 4. Anh đầu to, ôi mẹ ơi, làm anh giật cả mình. Hay em ở đây làm gì vậy? Bạn em đang cho bọn gạo đi dạo. Chúng ta cùng đi chơi nha. Anh đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ đồ ăn. Giờ không thể rời đi. Các em đi chơi trước đi. Người bảo vệ đồ ăn. Nhà cuối cùng đã giao xong rồi. Cậu bé, thực sự cảm ơn cháu. Không có gì, chú không cần khách sáo. Đứng lại, không được đi. Tôi hỏi cậu, đồ ăn hôm nay trong tiểu khu đều do cậu giao hả? Đúng thế, là tôi giao. Còn cháu nữa, giao đồ ăn cũng có phần của cháu, sao chứ? Chuyện là... tôi chỉ muốn hỏi, đồ ăn cậu giao có phải là có một suất gà rán không? Không sai, có một suất gà rán, nhưng bị mất rồi. Xin lỗi, là anh đặt gà rán hả? Tôi đền tiền cho anh được không? Đây là tiền gà rán, đền cho cậu, cầm lấy. Con trai tôi nhặt được một hộp gà rán bên đường. Nó liền mang đi cho chó hoang trong tiểu khu ăn. Tôi nghe nó kể nên mới biết. Vậy là không đúng. Nên tôi tới đền tiền gà rán cho cậu. Thì ra là như vậy. Suất ăn bị mất rơi ở trên đường, rồi Tráng Tráng nhặt được. Không sao, biết sai thì sửa. Chú ơi, chú đúng là rất giỏi. Đàn ông là phải như vậy chứ. Cậu về rồi đây. Cậu đồ to về rồi hả? Mau rửa tay rồi ăn cơm. Hôm qua anh tăng ca suốt đêm. Mẹ tạp về có món gì cho anh tẩm bổ đây? Biết anh vất vả nên ngoài đồ ăn mà em làm còn đặt cho anh một suất gà rán nữa. Thế nào? Gà rán hả? Tuyệt quá. Cái gì? Gà rán? Đúng thế, nhưng gà rán đáng lẽ phải được giao đến rồi. Sao vẫn chưa tới nhỉ? Bố Đầu Nhỏ, chắc bố không được ăn gà rán rồi. Tại sao? Mọi việc là như thế này. Có ai trong nhà không? Cậu bé, thì ra là nhà cháu hả? Chú làm rơi suất gà rán nhà cháu đặt, nên chú mua một suất khác mang cho nhà cháu. Xin lỗi nha. Còn phải cảm ơn cháu vì đã giúp chú giao đồ ăn. Không sao, đâu phải chú cố ý. Suất gà rán này chúng ta chia sẻ cùng nhau nha. Vậy thì cảm ơn cháu. Nhiệm vụ bảo vệ đồ ăn thành công. Tập 85, bản đồ bóng tối. Ồ, đó là bố Trăng Trắng. Bố Trăng Trắng, anh làm sao thế? Còn không phải là vì tối qua mất điện, tôi mò mẫm đi tìm đèn pin, kết quả lăn từ trên cầu thang xuống. Vậy chú bị thương nặng không? Không vấn đề gì lớn chứ? Không nghiêm trọng lắm, nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đúng là đen đủi. Sớm biết vậy thì tôi đã nộp thêm tiền điện rồi. Con Đầu To, hình như con có vẻ rất không vui. Đúng vậy, con đang nghĩ nếu nhà chúng ta mất điện thì sao? Lỡ như bố cũng đi tìm đèn pin, rồi bị ngã giống bố Trăng Trắng thì không ổn. Thì ra con lo chuyện này hả? Đúng, cho nên con phải nghĩ ra một cách không có sai sót. Được, vậy nhờ vào con đó. Thế này là được rồi. Nhưng nếu đèn pin hết pin thì sao? Thế này chắc là được rồi. Con vẫn chưa yên tâm. Con nghĩ cách này vẫn chưa thể không có sai sót. Vậy còn cách gì tốt hơn nữa? Giờ con tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng con nhất định sẽ nghĩ ra. Con Đầu To không sao đâu. Bố tin con. Tớ tới đây, các cậu trốn đi nha. Con nghĩ ra cách để không có sai sót rồi. Cách gì? Bố đi theo con. Đây là sơ đồ bố trí nhà chúng ta. Đúng vậy, con muốn làm một bản đồ bóng tối. Bản đồ bóng tối. Đúng vậy. Giờ bố đi thẳng từ ghế sofa này về phòng ngủ. Đếm xem có mấy bước. Gặp phải cầu thang hay góc rẽ, bố đều phải nói với con, để con ghi lại. Mặc dù bố chưa hiểu lắm, nhưng bố vẫn sẽ làm như lời con nói. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước, 5 bước, 6 bước. Thế nào? Con Đầu To, bố đếm được rồi. Sau khi rẽ trái lần thứ 3, đi thêm 6 bước nữa là tới cạnh giường bố. Được rồi bố Đầu Nhỏ, đã ghi chép xong số liệu. Tiếp theo, chúng ta phải ghi từ phòng bố đến phòng con. Cần đi bao nhiêu bước? Sau 2 lần rẽ trái, đi thêm 12 bước là đến phòng con. Thế này là hoàn thành rồi. Tiếp theo là thử nghiệm. Thử nghiệm như thế nào? Đương nhiên là bắt chước cảnh bóng đêm rồi. Bố Đầu Nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, bắt đầu đi. Được, trước tiên chúng ta thử nghiệm từ phòng con tới ghế sofa phòng khách. Bố biết rồi, bắt đầu thôi. 10 12. Sau đó rẽ phải. Chính là chỗ này. Chính là chỗ này hả? Thành công rồi. Hai bố con đang làm gì thế? Mẹ tạm về, mẹ tới đúng lúc lắm. Con và bố Đầu Nhỏ vừa mới hoàn thành bản đồ bóng tối. Là một trải nghiệm bóng tối, có mất điện cũng không sợ. Bản đồ bóng tối, trải nghiệm bóng tối, vậy nghĩa là sao? Là thế này, nhà Trăng Trắng bị mất điện. Bố Trăng Trắng mò mẫm đi tìm đèn pin, kết quả ngã bị thương. Con Đầu To đã nghĩ ra cách này. Giờ dù trong bóng tối, anh vẫn có thể đi lại bình thường trong nhà. Việc gì phải phiền phức như vậy? Tiền điện giờ có thể nộp qua điện thoại, 5 phút sau là có điện. Bố Trắng Trắng không biết dùng cái này. Vừa nãy em đã dạy mẹ Trắng Trắng rồi. Hả? Vậy chúng ta phí công luyện tập rồi. Không phải đâu con đầu to. Thực ra bố đã biết có thể nộp tiền điện qua điện thoại từ lâu rồi. Nhưng bản đồ này của con làm xong, nếu gặp phải lúc cháy nhà, khói mù mịt có thể phát huy tác dụng. Cho nên bản đồ bóng tối này của con rất hữu dụng. Vậy nhiệm vụ bản đồ bóng tối đã hoàn thành. Anh hùng của cây cối. Con đầu to, đang nhìn gì vậy? Bố đầu nhỏ, yên lặng. Bắt được rồi, đã thành công. Bố đầu nhỏ, cây bẫy ruồi con trồng có phải rất giỏi không? Giỏi lắm, bắt được muỗi rất nhanh. Không chỉ có cây trồng của con giỏi, cây vàng niên thanh mẹ Tam Ve trồng, cây sân rồng bố trồng cũng rất giỏi. Con xem, vàng niên thanh có thể làm giúp sạch không khí trong nhà, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Xương rồng có thể tạo ra oxy. Con biết oxy, chúng ta hô hấp không thể thiếu oxy. Đúng thế, cho nên cây cối đều rất giỏi, đúng không nào? Con phải làm anh hùng bảo vệ cây cối. Con đầu to, điện báo mà con cần bố làm đã xong rồi. Con cũng chuẩn bị xong rồi, còn lại cứ giao cho con. Con đầu to làm anh hùng bảo vệ cây cối, trông cũng ra dáng quá nhỉ. Chỗ này hàng ngày có nhiều người qua lại nhất. Treo ở đây. Mọi người đọc được sẽ biết về bảo vệ cây cối hoa cỏ. Con đầu to, một tấm biển báo nặng như vậy sao có thể treo trên cành cây? Phải yêu mến cây cối, không được làm cây tổn hại. Cú đấm của bố đầu nhỏ lợi hại quá. Các bạn hoa hãy uống nước đi. Nhất định phải uống no nước nha. Con đầu to, mau dừng lại. Bố đầu nhỏ, sao không cho con tưới hoa? Con xem, nước trong bồn hoa nhiều tới mức chảy ra ngoài rồi. Nếu còn tiếp tục tưới hoa thì hoa sẽ bị úng mà chết mất. Không phải con cố ý đâu, con thực sự chỉ muốn khiến cho hoa được uống no nước. Con đầu to, không phải bố đang mắng con, chỉ là muốn nói bảo vệ cây cối cũng cần phải có biện pháp khoa học, nếu không sẽ chỉ thành phá hoại thôi. Con phải là một anh hùng bảo vệ cây cối hiểu biết khoa học. Trời ạ, trên cây rau có con sâu kìa. Không được, dùng tay bắt trực tiếp chắc không phải là biện pháp khoa học. Đúng rồi, đi hỏi bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ, bố đầu nhỏ ra ngoài rồi. Con đầu to có việc gì không? Mẹ Tam Ve, con nhìn thấy một con sâu, nên làm thế nào? Mẹ sợ sâu nhất đó. Sâu ở đâu? Phải tiêu diệt nó. Mẹ Tam Ve đừng sợ, con sâu ở ngoài vườn cơ. Không ở trong nhà thì tốt, là mẹ sợ hết hồn. Mẹ là phụ nữ thì nhát gan hơn, là chuyện rất bình thường. Giờ xem con tiêu diệt con sâu đó thế nào nha. Con sâu kia, xem ta tiêu diệt người thế nào đây. Đừng, con đầu to. Bố đầu nhỏ, con đã bảo vệ cây rau, tiêu diệt sâu mà. Phun thuốc diệt sâu bò lên trên cây rau, cho dù con sâu bị tiêu diệt thì rau cũng không ăn được nữa. Tại sao? Bởi vì thuốc diệt sâu bọ sẽ còn đọng lại trên cây rau, chúng ta ăn vào sẽ bị nhiễm độc. Vậy thì nó làm sao? Thế này đi, đối với những cây có thể ăn được, cách diệt sâu tốt nhất là trực tiếp bắt bỏ đi. Dùng kẹp để bắt thì mẹ cũng không sợ. Bố đầu nhỏ, mẹ tập về, xem con bắt được nhiều sâu trên này. Giờ con có phải là anh hùng bảo vệ cây cối không? Đương nhiên là phải. Hy vọng sau này con sẽ làm được thêm nhiều việc bảo vệ cây cối nữa. Không thành vấn đề.